Trong 1274, tặc chiến. Trận nội đài thứ hai bắt đầu, hai nhân vật xông vào đã chơi tả giáo. Khi công sư của Phương Duệ tiếp tục trôi lùi mà đạo tặc Lâm Phong lại là xông pha thẳng tắp. Đúng vậy, với một đạo tặc, việc xông thẳng phía trước là cách chơi không chính thống. Sau đó là phong cách của Lâm Phong, trường phái hiếm thấy trong giới đạo tặc, được gọi là cái tên tặc chiến. Sau khi Hồ Khiếu mua Đường Hạo về, cất nhắc tân binh tốt nhất Triệu Vũ Triết đã có thay đổi lớn trong phong cách. Dưới tác động mạnh mẽ của hai người, phong cách chơi dâm tồn tại nhiều năm ở Hồ Khiếu càng bị cô lập. Cả tánh chơi dâm Phương Duệ cũng bị buộc phải ra đi. Hồ Khiếu không vì thế mà từ bỏ đạo tặc hạng sao quỷ mê thần nghi. Nhưng hiển nhiên là họ không tìm về một dâm thủ khác. Chứ không thì sự ra đi của Phương Duệ ý nghĩa gì? Luận về dâm, Phương Duệ là thần tượng của giới dâm thủ. Theo rồi là Hồ Khiếu mua Lâm Phong từ Lam Vũ, một người theo đường tặc chiến cực kỳ hiếm thấy trong giới. Họ muốn thay đổi phong cách đạo tặc nhà mình để nhân vật hạng sao mình có trong tay phát huy thực lực. Thế nhưng mà sau lửa vòng bảng, việc quỷ mê thần nghi rời khỏi top All-Star chứng tỏ năng lực cậu ta phát huy không ưng ý người xem cho lắm. Đợt chuyển nhượng mùa đông bắt đầu với nhiều lời đồn đại xuất hiện quanh Lâm Phong và quỷ mê thần nghi. Nếu còn muốn giữ slot, cậu ta cần kịp chứng minh bản thân. Nay đối thủ trước mắt là chủ cũ của quỷ mê thần nghi, mọi người bị Hồ Khiếu đuổi đi vì không còn phù hợp với chiến đội. Lâm Phong phải đánh bại anh ta để Hồ Khiếu thấy rằng sự lựa chọn của họ là đúng. Biết Hồ Khiếu thích chơi phong cách đạo tặc khác thường, cho nên là đối đầu với Phương Duệ, Lâm Phong solo cương quyết hơn hẳn mọi khi. Cậu ta muốn chứng tỏ trong tay mình, quỷ mê thần nghi hóa thân thành một cái tặc chiến thực thụ. Tặc chiến là nối đánh sử dụng ít ỏi của những kỹ năng tấn công trực diện nghe đạo tặc làm chủ, kèm thêm là cạm bẫy để tìm cơ hội bùng nổ sát thương. Nối chơi này hiếm gặp trong cả giới chuyên nghiệp lẫn vinh quang, mà Lâm Phong đại diện xuất sắc cho nó. Lúc còn ở chiến đội làm vũ, cậu ta tuy không phải chủ lực nhưng có slot ra trận ổn định, biểu hiện là được lời khen ngợi rất cao. Thiết thầy tới Hồ Khiếu, cầm nhân vật đệ nhất đạo tặc gánh trên vai kỳ vọng lớn lao, cậu ta lại bắt đầu lạc lối, phải chứng minh năng lực. Lâm Phong cho quỷ mê thần nghi di chuyển tới khu vực giữa bản đồ, không thấy tung tích Hải Vô Lượng. Cậu ta biết đối thủ đang núp lùm, lúc bất ngờ nào đó là đột ngột nhảy ra thịt mình. Sau khi theo dõi trận nuôi đài đầu tiên, Lâm Phong đã rất chú ý toàn thể bản đồ. Bất kỳ đồi chọc dốc nào cũng là có thể lợi dụng tập kích. Cậu ta là nhớ kỹ. Quỷ mê thần nghi thận trọng di chuyển tìm một cái vị trí không cần đề phòng quá nhiều mặt. Quỷ mê thần nghi cũng có ngày bị phát hiện dễ như một trò đùa, trông thật chướng mắt. Một cái dòng chat đột nhiên nhảy lên từ Phương Duệ. Hắn tới rồi à? Lâm Phong vội xoay trước nhìn sau, trái phải có ma nào đâu. 124-119 phóng ra một cái bẫy bao bóng. Tưởng anh không thấy à? Phương Duệ nói. Lâm Phong lạnh toát người, lúc đặt bẫy ở vị trí ấy, cậu ta quan sát cẩn thận tứ phía, thế mà vẫn bị tên Hải Vô Lượng không biết chui rúc xó nào phát hiện. Một cái cạm bẫy bị phát hiện, còn gì là cạm bẫy? Thế nhưng khán giả mới là người thực sự kinh hãi nhất. Với góc nhìn thượng đế, họ tận mắt chứng kiến. Lúc này Hải Vô Lượng đang lặng lẽ khóa góc nhìn vào quỷ mê thần nghi. Thực tế lúc quỷ mê thần nghi đặt chiếc bẫy kia, Hải Vô Lượng là chỉ đi vòng, hoàn toàn không có thấy. Vị trí hắn đoán đúng, đoán một cách chuẩn không chỉnh. Phương Duệ quả nhiên là hiểu rõ bản đồ, hiểu biết rất rõ nghề đạo tặc, thậm chí có vẻ như hiểu luôn Lâm Phong. Bẫy bị phát hiện đồng nghĩa với ý đồ người đặt bẫy cũng bị thấu. Lâm Phong rầu rĩ đổi kế hoạch. Hải Vô Lượng đang núp ở đâu? Núp ở đâu mà quỷ mê thần nghi mò không ra? Hải Vô Lượng vẫn có thể nhìn ra quỷ mê thần nghi đặt bẫy. À, Lâm Phong tiếp được một cái bụi cỏ khẽ động. Quỷ mê thần nghi là dùng hồ quang thiểm của thích cách lao nhanh tới. Các cỏ xung quanh đều phải nằm rạp. Không thấy Hải Vô Lượng đâu? Sẽ dụ quá, bọn tác chiến chỉ có hai tế bào não. Phương Duệ tròn kèm công kích cá nhân, Hải Vô Lượng xuất hiện từ bên cánh, pháo gầm nhanh chóng phủ xuống quỷ mê thần nghi. Tuy nhiên quỷ mê thần nghi lại chẳng bị gì, không sát thương cũng chẳng lao đảo vì lực xung chống. Quỷ mê thần nghi quay đầu xông vào Hải Vô Lượng như thể hít pháo gầm vừa rồi không có tồn tại. MacLever tẩu thoát. Phương Duệ hỏi. Tẩu thoát là kỹ năng đạo tặc cho phép nhân vật vô hiệu hóa hít đánh kế tiếp vào người mình với một xác suất nhất định. MacLever đạt được 100%. Một kỹ năng như thế ở dưới chuyên nghiệp phải được nâng mắc, tuyển thủ mới dám sai, bởi xác suất chưa tới 100% đem lại cơ hội cho đối thủ lợi dụng. Ngày xưa còn ở với Phương Duệ, quỷ mê thần nghi không học tẩu thoát. Hôm nay một cái quỷ mê thần nghi đã chuyển hướng thành
tặc chiến dưới tay Lâm Phong hiển nhiên là nâng mắc kỹ năng này. Trước khi bị pháo gầm đánh trúng, Quý Mết Thần Nghi là bật tẩu thoát. Pháo gầm lập tức trở nên vô hiệu, Lâm Phong chớp lấy thời cơ quả quyết lao tới tấn công. Biểu hệt như dự đoán, Phương Duệ là không ngừng chát khi mà nhích hải vô lượng tránh quốc. Đoán được cái lối biểu kỹ năng của Lâm Phong, dĩ nhiên cũng nắm chắc cách xử trí. Bật khí chuyện lưu ân, hải vô lượng khéo léo lách mình tùng trưởng. Khí tức trong lòng bàn tay bắn về phía Quỷ Mê Thần Nghi. Quả cầu sấm sét đại chiêu khởi đầu. Đây là lối đánh thường gặp ở khí công sư trời sâm của Phương Duệ, khác biệt rất lớn với khí công sư truyền thống. Khí công sư truyền thống có phương thức chiến đấu rất chính quy, cấp thấp làm nền, áp chế đối thủ, nắm bắt tiết tấu mới ra đại chiêu. Thế lực Phương Duệ là tìm cơ hội tung hẳn đại chiêu là cái dầm đáng của hắn. Chiến thuật dầm đáng, di chuyển dầm đáng, thời cơ tấn công cũng dầm đáng. Quả cầu sấm sét này chính là sự hội tụ của mọi cái dầm, một ít trời tới đúng thời cơ mà ra tay. Trong vô số cái tiếng thán phục, dầm khóa thánh thần ơi của khán giả vỗ thẳng vào mặt Quỷ Mê Thần Nghi. Quỷ Mê Thần Nghi bị kinh khí nổ tung cắt máu như điên. Đối mặt với nhân vật đã làm bạn mình suốt 5 năm, Phương Duệ xuống tay không chút nể tình, liên kích dữ dội thi nhau ập tới. Một cái hải vô lượng dầm đáng bỗng bỏ đi cái dầm vốn có, đổi sang đánh một khí công sư chính thống, chính diện dạy dỗ Quỷ Mê Thần Nghi làm người. Vào ngày khoảng khắc liên kích kết thúc, hải vô lượng về với bản chất dầm đáng, ủ té chạy bằng một cái lăn lộn cú. Lâm Phong ổn định góc nhìn lần thứ hai đánh mất tung tích hải vô lượng. Tuy nhiên lần này cậu ta không còn bình tĩnh như đầu khiêm. Quỷ Mê Thần Nghi di chuyển với tốc độ cao, liên tục đổi vị trí tìm kiếm hải vô lượng, hòng đảm bảo mình không lộ hàng quá lâu ở một cái chỗ nhất định. Chẳng mấy cho cậu ta là thấy hải vô lượng, hoặc nói là Phương Duệ chủ động cho hải vô lượng nhìn thấy. Xuất hiện trước mặt Quỷ Mê Thần Nghi, cái khán xuất hiện quá đột ngột, quá khó tin, nhưng vì đó là Phương Duệ khán giả lập tức ổ lên. Dầm vãi lều, vòng một cái pha xuất hiện quá bất ngờ Lâm Phong, thế éo nào đỡ kịp. Nghịch lưu, mọi nghề nghiệp đều có loại chiều cấp thấp nhất, hất mục tiêu lên không trung. Lâm Phong dính chiêu mà vô cùng ức chế, Quỷ Mê Thần Nghi là lơ lửng giữa trời ăn thêm một combo khác. Cái chiêu im bàn như tẩu thoát có cooldown rất sai, cậu ta phải dựa vào bản thân mình nếu không muốn ăn sát thương. Nhưng đáng buồn là Phương Duệ thực sự là quá hiểu đạo tặc. Dù là tặc chấn đi chăng nữa, Lâm Phong cố sức bình tĩnh mở to mắt xem mọi thứ. Cái cậu ta xem được trong bất lực là trọn vẹn chẳng liên kích của hải vô lượng đánh trên thân mình. Phương Duệ là chủ cũ của Quỷ Mê Thần Nghi, là người bị Lâm Phong thay thế. Nếu trận này thắng Phương Duệ, vị thế cậu ta trong hồ khiếu càng được củng cố mạnh. Nhưng ai biết được rằng khi Phương Duệ gặp Phương Duệ, Lâm Phong ôm áp lực tâm lý rất nặng nề. Cậu ta không phải là Đường Hạo, không phải Triệu Phú Triết. Người đang đứng trong trận, người sắp đối mặt chính là vị vua từng thống lĩnh giới đạo tặc vinh quang. Cậu ta là một thần dân trong đó. Lâm Phong ra mắt vào mùa thứ 7 là đạo tặc lạc loài, một tặc chiến chưa từng nói với bất kỳ ai. Sao mình chọn con đường ấy? Sở dĩ Lâm Phong chọn một đạo tặc khác biệt vì cậu ta cho rằng đường núi đạo tặc thông thường đã được Phương Duệ chơi tới cực hạn, mình có thể làm thế nào cũng vượt qua không nổi. Tiếc thay rằng dù là chọn lối đi riêng mình, Lâm Phong cũng chẳng thể bước vào vị thế ngang hàng với Phương Duệ. Nay Phương Duệ đổi thành khí công sư, từ bỏ vị vua chúa lạc tặc, Lâm Phong như vậy mà nhẹ nhõm lắm. Tới khi Phương Duệ đánh hai cái combo áp đảo, Lâm Phong mới thấy nhẹ nhõm cái quằn. Cậu ta phát hiện dù không còn là vua đạo tặc, Phương Duệ muốn xử lý một em đạo tặc dễ như bớn. Bất kể tặc xâm hay tặc chiến, mình không thắng nổi. Đấu trí Lâm Phong hơi rộng, ấy là sự thật, một cái sự thật mà cậu ta không chỉ mới ngộ ra, mà là kết luận từ việc so sánh bản thân với vua đạo tặc suốt mấy năm rộng rã. Giờ đây Phương Duệ đổi nghề mà sự thật không đổi. Quỷ Mê Thần Nghi bị chú em chơi thành thế này thật là khó coi. Phương Duệ nói câu cuối cùng, hải vô lượng đồng thời đã xuống đòn dứt điểm. Thuyền thủ Lâm Phong chơi tặc chiến, đánh công đến trình độ thống trị mà chiến đội hồ khiếu thì lại không cần một đạo tặc xâm. Thế nên là nhân vật vương giả dưới của giới đạo tặc cuối cùng là gục ngã từ đây. Chương 1275, sau lưng ông nè. Hưng Hân khởi đầu lôi đài quá tốt với hai trận thắng liên tục nhẹ nhàng của Phương Duệ, nhẹ tới mức hết hồn. Lượng máu hải vô lượng mất đi vỏn vẹn chỉ 17%. Chẳng lẽ hắn sắp 1-3? Khán giả im bặt suốt hồi lâu, tới khi Lâm Phong cúi gằm đầu bước khỏi phòng thi đấu và đi xuống họ mới hoàn hồn. Vùng dậy gào rú như vỡ đê.
Hải Vô Lượng còn tận 83%, mã chủ bài hô khiếu là đại thần Đường Hạo xuất hiện phần solo. Phương Duệ hoàn toàn có khả năng 1-3. Khán giả dồn dập nhìn qua hàng ghế hô khiếu xem tướng thủ lôi đài là ai. Sau đó âm lượng hò hét tựa như là có chút hạ thấp khi tuyển thủ đứng dậy. Lưu Hạo. Lưu Hạo mới tới hạng mùa này. Độ hot dĩ nhiên phải cao, tuy nhiên mấu chốt ở chỗ nơi đây là thành phố H. Một năm trước thành phố H vẫn còn là sân nhà của Lưu Hạo. Vô số khán giả ngồi trên khán đài từng cổ vũ hắn thi đấu. Giờ thấy Lưu Hạo lên sân, mọi người ngớ mặt. Đồng đội hôm qua, đối thủ hôm nay, ấy mà chuyện các tuyển thủ phải đối diện, mà chuyện fan hâm mộ chứng kiến lại là thần tượng cũ biến thành chướng ngại mới. Gặp chuyện giống vậy, fan là tâm trạng rất phức tạp. Lòng trông chờ Phương Duệ 1-3 vì thế mà trùng xuống. Cái tính tàn khốc của thể thao chuyên nghiệp không chừa một ai. Vào những lúc bạn không ngờ nhất đột nhiên xuất hiện, cứa vào tim bạn. Lưu Hạo từng bước chân kiên định lên sân, dọc đường còn thân thiết vẫy chào khán giả. Là tuyển thủ đội khách, hành động chẳng khác là tự là mình bé mặt. Nhưng Lưu Hạo thì khác, hắn biết rõ mình có ý nghĩa với sàn thi đấu này. Thái độ của hắn giành được không ít ủng hộ từ khán giả, bất ngờ vỗ tay cho hắn, cho Lưu Hạo một kẻ địch. Có điều tâm trạng Lưu Hạo không có thoải mái như hắn biểu hiện bên ngoài. Hai tướng bên mình đều đã kêu chỉ để đổi lấy 17% của đối thủ. Nếu không hiểu muốn thắng, hắn phải là một cú 1-3 hoành tráng mới có thể. Lưu Hạo không phải là loài ảo tưởng sức mạnh. Trong mắt hắn, trận lôi đài của Hồ Khiếu thua chắc rồi. Giờ những gì mình cần phải làm là đánh bại Phương Duệ, ngăn đối thủ lấy 1-3. Bằng không, bản thân Lưu Hạo lẫn chiến đội Hồ Khiếu đều chết nhục. Cơ mà đối thủ còn tới 83% máu. Lòng Lưu Hạo lặng trịch. Thái độ vui vẻ hằng hái vờ vịt trên mặt là tất phụt khi bước vào phòng đấu. Chậm rãi trích bàn phím, chuột các kiểu, quét thẻ vào game. Trận thứ ba bên Hưng Hần vẫn là mỗi Phương Duệ, bên Hồ Khiếu đã là tướng thủ lôi đài. Đánh tới đây rồi, 0-1-3, mọi người thất vọng mất. Trận đấu bắt đầu, Phương Duệ liền là vinh váo trên kênh chat. Ông nghĩ hay nhỉ? Lưu Hạo trả lời. Ông mấy khổ đúng không? Hình như là ông buộc phải 1-3 mới thắng nổi lôi đài, Phương Duệ nói. Lưu Hạo nghẹn họng, định là dùng lời lẽ để khán giả đặt mối quan tâm lên Phương Duệ liệu có thể chấp bạ. Khi đó là cần hắn ngăn được Phương Duệ coi như thắng lớn. Dù nào Hồ Khiếu có thua lôi đài, mọi người cũng là sẽ trách hai tướng đầu bất lực. Còn hắn thậm chí trở thành công thần, ngờ đâu Phương Duệ miệng mồm lanh lợi, chỉ một câu là vạch trần cái khó của hắn cho mọi người thấy. Lúc này đánh bại Phương Duệ không còn là gì to tát. Nhiệm vụ thực sự của Lưu Hạo là 1-3. Âm mưu tổ lách của Lưu Hạo chưa kịp thực hiện đã bị Phương Duệ lật kèo. Sao? Có lòng tin 1-3 không? Tội thì hơi bị tự tin đó nha. Phương Duệ là tiếp tục là nhả nhất quyết không chịu buông tha cho Lưu Hạo. Phương Duệ hơi bị tự tin, dĩ nhiên là 83% với 100% sợ gì không vỗ ngực. Bất kể tuyển thủ nào đánh tới đây cũng là nghênh ngang như Phương Duệ. Còn Lưu Hạo, 100% với 283% tiếp máu, cháu cần tiếp máu. 1-3, ông nằm mơ đi. Lưu Hạo bó tay đành là đành tiếp tục nhấn mạnh rằng mình là kẻ trận đứng Phương Duệ chứ không phải là người thực hiện sứ mạng lớn nào. Ông ấy mơ tưởng trong mơ. Ý hay là ông vốn không định vậy? Thôi vậy, mình đừng mất thời gian trí nữa, ông gờ gờ luôn đi, Phương Duệ nói. Phương Duệ quả thật là đáy xoáy thẳng vào chỗ nhức nhối của Lưu Hạo. Trong nhà thi đấu không thiếu fan ruột Hồ Khiếu tháp tùng đội hình xuất trình. Họ sẽ chịu lời lời nhục mạ của Phương Duệ. Tình cảnh quá khó khăn, nếu mà Lưu Hạo thua họ còn chấp nhận. Nhưng có ai chẳng bám víu vào hy vọng kỳ tích xảy ra. Phương Duệ là dồn họ tới đường cùng fan Hồ Khiếu muốn vị đội phó mới toanh của mình đáng tin cậy giúp họ giành về mặt mũi. Phải 1-3 phải táng vỡ mồm Hưng Hần nền chính sân nhà. 1-3, fan Hồ Khiếu điên cuồng gào lên cổ vũ đội phó. 1-3, fan Hưng Hần cũng không chịu kém cạnh. Tiếng gào thét hai trận, hai bên phe hòa vào nhau. Bên Hồ Khiếu thì ra vẻ ra sức hơn hẳn, bởi họ khát khao thế được phe địch ăn nhục. Còn Hưng Hân nghe mà nóng máu, tới này rồi thì Hồ Khiếu còn muốn thắng bị bệnh trâu à? Fan Hưng Hân bèn bật max volume, hét thẳng mặt fan Hồ Khiếu. Người đông thế mạnh, fan Hồ Khiếu bị áp đau hẳn. Nhưng họ giờ bật mốt bất khuất, bị lấn át vẫn là cứ khàn cổ mà gào. Niềm tin ấy, kỳ vọng ấy với Hồ Khiếu đối với Lưu Hạo tỏ tới mức nào? Ngồi trong phòng đấu, Lưu Hạo không biết, nếu biết hắn là cũng không cảm động mà là khóc giống nên 1-3 sống con áo tí đi ok. Thế áo nào 1-3 được hả? Tướng đầu người ta còn 83% máu kia kìa. May mà Lưu Hạo không biết nên tạm thời chưa nghĩ nhiều. Hắn chỉ định đánh bại Phương Duệ ngăn cản Hưng Hân chơi lớn. Sau đó chắc chắn fan này hiểu cho mình.
Hắn hoàn toàn không ngờ Phan Duật Hồ Khiếu bên ngoài đã bị Phương Duệ kích động, trông chờ hắn làm kỳ tích. Hai nhân vật đấu võ mồm tiếp cận nhau, Phương Duệ sầm vẫn hoảng sầm, không để cho Lưu Hạo tìm thấy Hải Vô Lượng. Lưu Hạo theo dõi hai trận nãy giờ, nắm được vị trí quan trọng của Phương Duệ, thường lợi dụng trên bản đồ di chuyển cẩn thận, đi đứng đúng nơi đúng chỗ, tuy chưa gặp Hải Vô Lượng nhưng không thể để cho Phương Duệ có cơ hội thông minh. Trận đấu tiến vào trạng thái giằng co, sao chưa ra tay không tìm thấy cơ hội, núp hoài coi trường hụt ăn này. Lưu Hạo bắt đầu phun hơi rác rưởi ở ngay sau lưng ông mà, Phương Duệ nói. Ha ha, Lưu Hạo éo có ngu, ở ngay sau lưng ông thật mà. Phương Duệ tiếp nói, ở ngay sau lưng Phương Duệ bỗng hóa thành Hoàng Tiếu Thiên, không ngừng chất mãi một câu. Lưu Hạo nhức cả đầu, càng nhức đầu càng không dám chuyển góc nhìn. Các cách Phương Duệ lại nhảy khiến hắn cảm thấy trời đi sau lưng mọi chỗ khác là tràn ngập nguy cơ. Hắn điều khiển nhân vật nhích từng bước một, quan sát xung quanh, chẳng thấy bóng Hải Vô Lượng, chỉ thấy cái tên Hải Vô Lượng đẩy trên bảng chat. Ở ngay sau lưng ông này. Lưu Hạo tự sừng nhột gáy, cờ hó này cứ làm nhảm vậy, có khi nào nó định đánh là cửa thơi mình từ sau thật không? Hay là mình liếc mắt phía sau là liếc một cái vèo thôi, nhanh lắm. Lưu Hạo xác nhận bà hướng trái phải mặt an toàn, đột ngột vẩy chuyển góc nhìn. Cảnh nhân vật sau lưng thoáng qua tầm mắt không có Hải Vô Lượng, Lưu Hạo thở phào xoay góc nhìn. Khí quán Trường Hồng, Hải Vô Lượng ra tay đúng vào lúc đó, vị trí từ sau lưng mà kiếm sĩ ám vô thiên nhật. Một cái liếc mắt quá vội, sắc thể nhìn kịp địa hình phức tạp. Phương Duệ chớp thời cơ ngắn ngủi của Lưu Hạo buông lỏng cảnh giác, một chiêu khí quán Trường Hồng gồng suốt bao lâu lập tức phóng. Khí của khí công sư không có thanh ngầm, nhưng khí quán Trường Hồng phun lực mang theo cả nhân vật lao đi, phát sinh cái tiếng xé gió ảo ảo. Lưu Hạo nghe thấy tiếng là biết có biến, chẳng chờ quay góc nhìn là vội lăn mình né tránh. Tâm lý hắn diễn biến từ căng thẳng tới nhẹ nhõm, sẽ lại đột nhiên căng thẳng, thao tác khó mà tránh sứt mẻ. Đây chính là thời cơ Phương Duệ chờ đợi. Khí quán Trường Hồng mà cả khí tức lẫn Hải Vô Lượng đổ ập xuống, ám vô biển nhật lăn ở trên đất. Máu cực kỳ hiếm xuất hiện ở đòn đánh khí công sư. Một bóng máu tươi phun ra từ miệng ám vô thiên nhật, thể hiện nhân vật là chúng nội thương cực nặng. Thế tấn công chưa kết thúc, Phương Duệ thành thạo nhồi thêm một loạt liền kích đoạn mạch kèm đại chiêu rút máu. 17% máu chênh lệch giữa ám vô thiên nhật và Hải Vô Lượng nhanh chóng bốc hơi. Phan Hưng Hần gạo tét lật nóc. Sau chiến đấu của Phan, phần lớn là đến từ tuyển thủ. Chỉ đến khi tuyển thủ đánh thật đẹp, Phan mới có thể dâng ra nhiệt huyết. Mọi người đều nhìn thấy Phương Duệ kiên định nhắm về một phía, một chớp ba mà đánh, còn Nữ Hoạn lại bị lời rắc rối của hắn chôn cho quay cuồng. Khán giả trong nhà thi đấu không có buông lời cười nhạo, coi như đã là quá lể làng tầm ảnh hưởng của Lưu Hạo nơi đây. Đáng tiếc Phan nể nang thôi chứ Phương Duệ thì cần chi. Nói ra rồi ngày sau lưng ông không tin, suốt cuộc muốn tụi nói thêm bao lần. Kêu đại con số đi, Phương Duệ tiếp tục cho cái bảng chat thăng hoa. Chương 1276, kỷ lục chênh máu xa nhất lịch sử. Lời rắc rưởi của Phương Duệ nghe đường đường chính chính, thực tế Hải Vô Lượng đánh xong liền kích thấy ám vô thiên nhật nhanh ổn định, chuẩn bị bật ngược thì lại vội vàng ủ té chạy. Chạy đi đâu? Lưu Hạo quát một câu hùng dũng trên kênh chat thể hiện mình là chưa sơ mơ lơ, mà kiếm ám vô thiên nhật vừa đứng vững lập tức quất ngay một cái đường sóng kiếm phá đất tới Hải Vô Lượng. Tiếc rằng Hải Vô Lượng là sớm lộn mèo lăn đi, chưa vào phía sau một vách đá. Đối thủ là thánh chơi dầm, Lưu Hạo nào dám điều khiển ám vô thiên nhật đuổi theo. Hắn di chuyển ngang, kéo rời khoảng cách nhằm mở rộng góc nhìn trước, rồi tiến về vách đá. Hải Vô Lượng quả nhiên là rút phía sau, ngồi vận khí, định giờ cho đôi bại. Thấy ám vô thiên nhật vào thế phòng bị tối đa, hắn chỉ đành thu chiều. Cẩn thận quá nhỉ, sợ à? Phương Duệ nói. Có gan thì đừng có chạy, Lưu Hạo nói. Sao được, tụi sợ ông mà. Phương Duệ trả lời rất thẳng thắn, dù ai cũng thấy rõ bản chất hắn đang tròn một cái câu sặc mùi gan bé, nói ra từ miệng hắn bỗng trở thành câu chảo phúng. Phương Duệ rất phối hợp với lời thoại rút lời, liền cho Hải Vô Lượng di chuyển không chịu giao chiến chính diện với Lưu Hạo. Cơ mà hướng hắn di chuyển là vòng qua bên kia vách đá, xem ra hắn vẫn là muốn lượn lờ gần chỗ ám vô thiên nhật. Một đối thủ vô lại, có điều nó được sử dụng bởi thánh dâm cho nên mọi người đều cảm thấy nó hợp mẹ nó lý.
Lưu Hạo thật chỉ muốn tung trận sóng phủ lên cả khu vực, nhưng lại sợ Hải Vô Lượng nhảy ra úp sọt lúc mình ngâm sướng. Ám Vô Thiên Nhật ngập ngừng sải bước về phía trước, hắn không đuổi theo Hải Vô Lượng, chỉ cần tiến gần đến vách đá nhằm quan sát xung quanh. Nắm chặt đoạn kiếm, thủ sẵn chiêu để ra tay khi có biến, dự tính ôm cây đợi thỏ. Chấp Phương Duệ đi vòng theo kiểu chiều kim đồng hồ hay ngược chiều, hắn chỉ cần ở đây chờ là được. Thế là hắn chờ mãi chẳng thấy Hải Vô Lượng, chỉ thấy Lời Giác Rời tiếp tục xuất hiện ở kênh trừng. Ý sao ông không đuổi theo tụi, không phải kêu tụi đừng chạy à? Lừa Hạo hộc máu, chẳng lẽ nó chạy thật rồi, chẳng lẽ nó tới sau lưng mình. Lừa Hạo bỗng quay góc nhìn, đúng vào thời điểm ấy hắn bỗng nảy sinh cảnh giác, thận trọng nhìn kỹ địa hình tứ phía, cảm thấy Hải Vô Lượng khó lòng vòng tới sau lưng trong thời gian quá ngắn mà mình chẳng phát hiện. Suýt nữa bị dụ tỉnh, mình kích động quá rồi. Lừa Hạo khẽ thở hắt, Phương Duệ rốt cuộc là mưu đồ điều gì hắn đoán không được, định dùng lời né đánh lạc hướng trong lúc vòng một vòng lớn, hay là trốn ra đằng sau vách đá chờ mình, chờ thời cơ đánh nén. Lưu Hạo không thể chờ mãi, bèn điều khiển Ám Vô Thiên Nhật lùi về theo cách lúc nãy, mở rộng không gian kiểm soát, bắt đầu trích mặt sau đá. Quả nhiên Hải Vô Lượng ngồi một đống ở đó, đặt hai tay trước ngực niệm khí chuẩn bị tập kích hắn. Mắc dại, Lưu Hạo phẫn nộ thầm mắng, thế này khác gì lúc nãy, may mà mình bình tĩnh chứ không thì ăn cám. Bên phía Phương Duệ cho đối bại bị bắt sàn hai lần chỉ chát lên, ế lại bị phát hiện, sau đó là quay lưng tiếp tục di chuyển theo chiều ngực kim đồng hồ. Lưu Hạo sắp điên mẹ nó rồi, ụ mẹ nó cái bản đồ chó chết này ai thiết kế, đặt nguyên cái vách đã ở đây làm chi, cho cái thể loại Phương Duệ lợi dụng, đánh kiểu này ai thèm xem, thèm chứ nhiều lắm. Lưu Hạo không biết ngoài trận nhà thì đâu biến thành cái nhà cười, diễn biến không gây cấn thật, nhưng mọi người đều là lín cười, cười đến nín thở bởi vì trận quá hài hước. Đây là lần thứ ba Phương Duệ chơi lầy Lưu Hạo sẽ là xử trí thế nào. Ám Vô Thiên Nhật giơ cái đoạn kiếm ngâm sướng, trận sóng điện quang bị vách đá che khuất tầm nhìn, Hải Vô Lượng không cách nào thấy rõ Ám Vô Thiên Nhật. Trận sóng cần thời gian ngâm sướng, Lưu Hạo đánh cược với chính vận mày, hy vọng đối thủ không đoán ra. Hắn thắng cược, Hải Vô Lượng chẳng hề ló đầu, sóng điện quang quấn quanh đoạn kiếm ngưng tụ thành quả cầu gần vách đá, một cái tiếng lách tách vang. Quả cầu tích đủ lực, sóng điện phút chốc khuếch tán khắp nơi, gặp mục tiêu chúng tự động khóa chặt, nếu không gặp là tiếp tục luồn lách đi tìm. Lưu Hạo dẫu sao là tuyển thủ ma kiếm sĩ hạng sao, chưa cần thấy đối thủ, chỉ cần cách sóng di chuyển có thể phán đoán không gặp mục tiêu. Lưu Hạo cả kinh, nghĩa là Hải Vô Lượng không đứng ở ao e trận sóng, vậy hắn đang ở vào khoảng phạm vi trận sóng điện quang hiện ra trong đầu Lưu Hạo, với điều khiển Ám Vô Thiên Nhật sải bước sông đến. Góc nhìn rộng rãi mà Hải Vô Lượng là biệt tăm biệt tích. Khoan, trông chỗ nào kia, một cái khe nhỏ ở cuối đầu vách đá, bé tới mức chỉ nhét nổi một người, hình như đang chứa một cái bóng đen. Lưu Hạo híp mắt, mà là cao thủ mà kiếm sĩ, hắn dĩ nhiên là hiểu đặc điểm của mọi kỹ năng nghề này. Nếu mục tiêu ẩn thân trong một góc khuất, sẽ phạm vi trận sóng điện quang, xác suất rất cao không ăn sát thương. Lưu Hạo không tới đối mù tịt về bản đồ thi đấu, nhưng những cái chi tiết hắn nắm không bao giờ bao gồm khe đá trước mắt. Giờ nhìn vào liền biết Hải Vô Lượng núp trong đó. Tiếc thầy biết thì đã muộn. Ám Vô Thiên Nhật không phòng bị, không chú ý khoảng cách mà chỉ lò vội xông tới quá nhanh. Đầu hắn mới lóe ra ý nghĩ trốn chạy thì Hải Vô Lượng đã ra tay. Lưu Hạo đoán không sai, khe đá kia chính là vị trí Hải Vô Lượng. Địa lùi dấn, từ khe hở chỉ thò ra cánh tay, lúc thò ra là lúc vỗ xuống đất. Khí tức lan đi cực nhanh, Ám Vô Thiên Nhật né không kịp bị hất văng không trung. Hải Vô Lượng bỏ sâm, bay ra chơi quân tử, tốc độ như tên xé gió mà dồn sát thương trên người Ám Vô Thiên Nhật. Tiếp tục là một cái đợt liền kích dữ dội. Máu của Ám Vô Thiên Nhật chợt dốc ảo ảo không phanh, Phan Hưng Hân là vỗ tay rào rào không dứt. Một chiếc bà, họ vui mừng dò hò reo. Phan Hồ Khiếu cầm nín, đội phó mà họ tin tưởng trông chờ hình như cũng không có cách nào xử lý cái tên Phương Duệ chuyên chơi dâm. Cục diện hiện tại khác gì hai trận trước, tiết tấu hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Phương Duệ. Cứ tiếp diễn thắng thua không phải là vấn đề, vấn đề là Phương Duệ một chép ba với khoảng cách chênh lệch bao xa. Từ đầu trận thứ ba tới giờ, Hải Vô Lượng vẫn chưa mất giọt máu nào, thành máu khởi Ám Vô Thiên Nhật cứ trượt dài trượt mãi. 83% máu của Hải Vô Lượng bỗng vượt lên dẫn trước, mà cái khó của một chép ba nào mà là thì Hải Vô Lượng cũng chẳng lo cho lắm, bởi hiệu suất làm việc của Phương Duệ quá cao, chỉ cần ra tay là hốt hàng không để xảy ra chuyện lãng phí mana, lượng mana còn lại thừa sức cho hắn giải quyết trận này. Khán giả chưa nghĩ tới nỗi chỉ là chi tiết kể trên, kết quả thắng thua vẫn quan trọng nhất với họ. Người xem trực tiếp
và người xem trên tivi dõi mắt theo từng cái phà phường duệ dây vó Lưu Hạo tới tận khi ám vô thiên nhật bị mài sạch máu. Trình độ hạng sao của Lưu Hạo chỉ lấy đi được có 15% máu của hai vô lượng, hơn hai cái đồng đội trước mình một tẹo chỉ thế mà thôi. 1/3 bằng 32% máu là kết quả Phương Duệ mang về cho Hưng Hần. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô liền miên tiễn Phương Duệ rời nhà thi đấu về chỗ ngồi mà chưa dứt. 1/3 là việc đường nhu của Hưng Hần từng thế tốt phải thực hiện, cô làm không được, nhưng hôm nay đồng đội cô Phương Duệ làm được. Nhiều phóng viên đứng ngồi không yên, ước gì cái trận kết thúc ngay để có thể lao lên phỏng vấn. Điều đó là không thể. Cho nên các phóng viên cố sức tỉnh táo, dốc sức tìm tư liệu, chuẩn bị cho cuộc họp sau trận đấu. Ngồi giữa họ, thường tiền báo thể thao điện tử kiểm tra số liệu lôi đài 10 năm qua cuối cùng xác nhận Phương Duệ lập kỷ lục. Kỷ lục chênh xa máu xa nhất lịch sử, 1/3 32% máu một canh tích, vượt qua kỷ lục Vương Kiệt Hy từng lập ở mùa giải thứ tư, 52% máu. Phương Duệ vượt tận 20%. Nên biết rằng Phương Duệ là tướng lôi đài đầu tiên, 32% máu hắn đổ ra là chân chính chính giết 300% máu đội bạn. Trong khi Vương Kiệt Hy nằm ấy là thủ tướng lôi đài, tuy anh thực hiện một cái cú nghịch chuyển kinh thiên động địa, mang về chiến thắng rực rỡ cho đội nhà, nhưng mà lượng máu anh tiêu tốn và lượng máu anh lấy của đối thủ đều thua Phương Duệ. Kỷ lục đêm nay của Phương Duệ là hàng thật giá thật đúng 100%, khó ai về sau có thể vượt mặt. Kể cả phương thức hắn lập kỷ lục cũng rất đáng ghi nhận, hắn không hề chiến thắng trận nào trong 3 trận một cách áp đảo. Mỗi một trận đều là sử dụng thời gian dài đánh chậm mà chắc, dùng phong cách chơi dâm của mình tạo ra hiệu suất im ba. Hiệu suất này thực khó có thể phục chế bởi tuyển thủ chuyên chơi tấn công trực diện, bởi phong cách chơi cứng của họ khó miễn phải đổi máu, dẫn tới lượng máu tiêu hao là lớn hơn hẳn Phương Duệ. Trường phái chơi dâm, trường phái ít được người ta tôn sùng đi vào lịch sử liên minh kể từ kỷ lục đêm nay. Kỷ lục 1/3 trên máu xa nhất lịch sử là do trường phái chơi dâm lập lên. Đó là thắng lợi của Phương Duệ, cũng là thắng lợi của lối chơi dâm hắn là một lòng giữ vững, dù có đổi thành nghề khí công sư đi chăng nữa. Trong 1277, giờ giải lao bên Hồ Khiếu. Kỷ lục mang tính lịch sử, hiện tại đang quan tâm vấn đề này hầu như là dân truyền thông, còn khán giả là lò hướng về câu chuyện 10-0. Chỉ phải thắng trận đoạn đội nữa thôi, tiếng hô hào 1/3 được thay thế bởi 10-0. Hội phàn Hồ Khiếu vượt đường ra tháp tùng chiến đội, giờ xa sút tâm trạng, Lưu Hạo bị Phương Duệ đánh bại bởi cách biệt xa kỷ lục đã kích công nhỏ với họ. Họ trông đợi Lưu Hạo 1/3 cơ mà, giúp Hồ Khiếu nghịch chuyển tỷ số cơ mà. Đáng buồn thay đội phó nhà họ không thể thể hiện đấu trí ngoan cuồng như Phan. Hắn bị Phương Duệ rắc cho dâm lạc lối. Phan Hồ Khiếu lặng thinh. Nhìn Phan Hưng Hân phấn khích họ hét khắp khán đài, lòng khó chịu. Niềm phấn khích ấy lẽ ra thuộc về họ. Vì sao? Vì Phương Duệ. Hắn vẫn là người Hồ Khiếu cơ mà. Lối đánh hắn dùng, chiến thuật hắn đi, toàn bộ hình thành cái bóng quen thuộc với Phan Hồ Khiếu. Bất kể dưới tay hắn hôm nay là khí công sư chứ chẳng phải đạo tặc. Đó là con người từng mang về phấn khích cho họ, nhưng này sao đã. Tấm banner Hồ Khiếu do Phan tự làm. Tấm banner căng phòng dù trên nhà thi đấu hay sân khách, lúc này buông thõng xuống như ủ rũ. Cậu Phan cầm cờ, mặt mất sạch tinh thần, không ai xung quanh vì thế mà nói tiếng nào. Bởi họ biết rõ Phương Duệ chính là thần tượng cậu ta thích nhất ở Hồ Khiếu. Sự ra đi của Phương Duệ là nỗi đau đối với cậu ta, mà hiện tại tận mắt chứng kiến hắn 1/3 Hồ Khiếu lập lên thành tích kỷ lục, nỗi đau ấy không thể không nói thành lời. Trận đoàn đội ra sao, Phan Club Hồ Khiếu bắt đầu đặt câu hỏi. Đường Hạo, đội trưởng cũng là át chủ bài. Triệu Vũ Chiết, tài năng mới gánh nên bao kỳ vọng. Lâm Phong, kẻ kế thừa quỷ mê thần nghi. Lưu Hạo, món hời lớn chiến đội. Tất cả là bị bại bằng một cách cách biệt như trời với vực. Một đội ngũ thành lập bởi những người này lấy gì chiến thắng Hưng Hân? Trình đoàn đội của Hồ Khiếu đâu phải là điều đáng tự hào. Phan Hồ Khiếu hiểu việc đó hơn ai hết. Mà Hưng Hân từ lượt thứ 9 tới nay là chưa bao giờ thất bại một lần. Hồ Khiếu nhà họ dám nắm bao nhiêu phần thắng. Hồ Khiếu đang bị chính Phan ruột hoài nghi. Nếu họ có thể thắng nổi trận này không? Slogan tranh quán quân có đáng tin không?
Thành tích Hồ Khiếu mùa giải này hình như là kém ổn định hơn cả mùa trước. Không phải là chiến đội bảo rằng cho Phương Duệ đi là để xây dựng đường lối mới ngon hơn, đẹp hơn đấy ư? Đường lối mới có hình dạng thế nào? Phan Hồ Khiếu nhìn xa chút chút, vứt bỏ hẳn phong cách chơi dâm, thay ra đổi thịt một chiến đội chuyên các loại trích và trò mèo, trở thành quân đoàn mạnh mẽ về tấn công trực diện. Thế nó mới đẳng cấp. Trong những cái đội đoạt quán quân vinh quang 10 năm qua, ngoại trừ Lam Vũ đi đường tà, các đội khác đều có phong cách đường đường chính chính như vậy. Hồ Khiếu mong muốn đắp nặn một cái mác tương tự cho mình, nhưng liệu đó thực có thích hợp với Hồ Khiếu? Tổ hợp tội phạm ngày xưa tuy không được đánh giá mạnh nhất liên minh, chỉ cần hai người có mặt Phan cảm thấy vững tâm, bất kể tình hình gian nan thế nào, họ là tràn đầy niềm tin vào chiến đội. Giờ thì sao, thành tích chỉ hơi trượt so với mùa trước, tạm thời vẫn là khu vực 8 kẻ giữ vé. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao lòng Phan thấp thỏm, Hồ Khiếu hiện tại khiến họ càng thấy thiếu thốn cái gì đó, cảm giác rất nản, rất chán mớ đời. Không chỉ Phan ruột, dàn tuyển thủ Hồ Khiếu ngồi dưới sân cũng đang suy sụp. Phần solo át chủ bài Đường Hạo xuất chiến bị Diệp Tú Táng cho vỡ mồm, theo sau là hai trận thua liên tục. Phần đối đài ba tuyển thủ Trình Cao lần lượt lên sân, bị một mình Phương Duệ, người từng đeo củng tác trước tên họ, dùng 32% HP hốt gọn. Mỉa mai lắm đúng không? Tuyển thủ các anh từ bỏ, hốt luôn ba tuyển thủ nhanh chăm chút bồi dưỡng một cách e xét. Trường hợp này người ta hay dùng câu gì nhỉ? Có mắt không trong, lấy gùi bỏ ngọc, một cái lỗi nhục trên sàn tuyển thủ Hồ Khiếu. Họ lên làm gì đây? Sáng trả một cú nặng nề, đánh cho đối thủ cạp đất. Dĩ nhiên rồi, tiếc rằng là thất bại quá đau đớn khiến họ không gượng dậy nổi. Vài tuyển thủ hạng 2 chưa được lên sân lượn lờ tới lùi bên cạnh trong lúng túng. Sao thế này? Thua ngu người rồi à? Cuối cùng một cái giọng cất vàng. Nguyễn Vĩnh Bần, mục sư Hồ Khiếu. Chế độ là slot không thể thay thế ở mọi chiến đội. Nên là dù trong vài đội trưởng hay đội phó, tuyển thủ cầm trị liệu luôn có địa vị rất cao. Thêm vào thị trường chuyển nhượng trị liệu có tính lưu động rất kém, họ thường là những thành viên thâm niên trong đội. Nguyễn Vĩnh Bần đánh cho Hồ Khiếu gần 6 năm, y gia nhập cùng lúc với Phương Duệ. Phương Duệ đi, Vĩnh Bần trở thành đồng chí lão làng nhất đội. Y vốn chỉ là một kẻ phục tùng mệnh lệnh, không thích nói nhiều. Khi thấy sĩ khí toàn đội chạm đáy, đám chủ lực là như bánh mì nhúng nước, y hết chịu nổi, quyết định đứng dậy lên tiếng. Trong thi đấu, trị liệu chỉ là xuất chiến phân đoàn đội, thường là chịu ảnh hưởng khá từ hai phần đấu cá nhân. Họ luôn có thể giữ vững tâm lý, dù cho tâm lý đồng bọn bên cạnh nhấp nhô thế nào. Vì vậy, thời điểm quan trọng trước trận đoàn đội, một tuyển thủ trị liệu có tâm lý ổn định thường là hiểu được tinh thần cả nhà. Điểm đáng buồn, Nguyễn Vĩnh Bân là người quá tiết kiệm lời. Ở Hồ Khiếu, y không biết lợi dụng vị thế do nghề mình đem lại. Lúc này y thình lình đứng ra nói chuyện, ánh mắt đồng đội nhìn vào y chỉ có mộng mị chứ không có như là bừng tia nắng hạ. Còn phần đoàn đội chưa đánh mà, còn hẳn nửa số điểm chờ mình giành về mà, mọi người lên tinh thần đi. Vĩnh Bân là cố làm công việc chấn hưng sĩ khí, không thuộc sở trường của mình, y nói những câu ai cũng biết nói, nhưng lý lẽ ai cũng hiểu. Điều cần thiết bây giờ là sức nặng đủ để người ta hài lên, đủ để lu mờ ảnh hưởng tâm lý do hai cái phần đấu cá nhân đem tới. Nguyễn Vĩnh Bân không có khả năng đó, sang tuyển thủ Hồ Khiếu lắng nghe ngóng y không hài nổi. Sĩ khí vẫn thấp lè tè, Lưu Hạo bỗng dừng vỗ tay gượng cười. Vĩnh Bần nói đúng đấy, chưa xong trận mà, chúng ta còn 5 điểm để hốt, mọi người sao cứ như là thua chắc vậy. Lưu Hạo là đội phó rất được fan mê muội, quan hệ với đồng đội rất tốt, lời hắn gây hiệu ứng hơn hẳn Nguyễn Vĩnh Bần. Vĩnh Bần thở phào nhìn qua Lưu Hạo với thái độ biết ơn, y mừng lắm vì đội phó nhà mình biết tình hình, biết dùng lý trí tiếp tục đối diện với trận đấu. Lưu Hạo đáp trả y bằng một nụ cười đầy tỉnh táo, thực tế lòng đang dậy sóng. Khi xuống sân, sắc mặt đội viên và sự im lặng của fan club choán thấy biểu hiện mình không khiến là khiến cho mọi người tức giận. Tuy nhiên điểm đáng sợ ở Lưu Hạo là hắn biết cách ngụy trang không chút sơ hở, che giấu toàn bộ suy nghĩ thực sự và chỉ thể hiện cái mặt thái độ nên có. Thế là hắn giữ im lặng như các tuyển thủ thua trận trước mình. Tới lúc Vĩnh Bần đứng ra nói mấy câu sau, người khác không phản ứng chưa hắn thì có thể gượng dậy, ra vẻ bừng tỉnh sau cơn suy sụp như một đội phó nên làm. Hắn tiếp tục lấy ánh nắng từ Vĩnh Bần mang đi soi rọi toàn đội. Nhìn kìa, fan chúng ta vượt đường xa tới ủng hộ chúng ta, đang đau lòng, đang chán trường, sao chúng ta có thể để họ thất vọng. Mọi người mau lên tinh thần đi, để banner Hồ Khiếu mình tiếp tục tung bày trên nhà đấu. Lỡ thua trước hơi bị nhiều, nhưng mà thực tế chỉ tổng cộng 5 điểm mà. Đánh tiếp một trận, chỉ một trận là cướp về ngay 5 điểm. Lúc ấy trên bảng tỷ số là 5-5, chúng ta có thua không? Không, lấy được 5 điểm ở trên sân khách là thắng lợi mới đúng.
Bây giờ chúng ta vẫn có cơ hội giành thắng lợi. Lưu Hạo giơ ngón tay trỏ nhấn mạnh, chỉ một trận thôi, chỉ thắng một trận. Đừng nói nhảm nữa. Đội trưởng Hô Khiếu Đường Hạo đột nhiên lên tiếng ngắt ngang lời Lưu Hạo. Đừng nói 5 điểm, dù chỉ một điểm, chỉ cần tranh thủ chúng ta không được từ bỏ. Đường Hạo cắn răng nói. Đường đội nói phải đấy, dù chỉ một điểm chúng ta cũng không thể khoan nhượng. Lưu Hạo bị Đường Hạo ngắt lời không toát ra tức tối. Hắn lập tức phụ họa Đường Hạo để Đường Hạo trở thành tiêu điểm của bản cổ vũ sĩ khí. Nên đánh bại tụi nó. Đường Hạo cao giọng. Các người cam tâm bị ai đó chơi nhục mặt thế này à? Ai đó thì ai cũng rõ, nhưng cái cách Đường Hạo hằn học đẩy cựu thần Hồ Khiếu về phe kẻ thù cũng hơi bị khó nghe nhất. Nhất là khi vào tai cựu thần như Vĩnh Bân, Lâm Kinh Ngôn và Phương Duệ đi khỏi Hồ Khiếu trong hòa bình. Nhưng mà người nội bộ chẳng lẽ không biết ẩn tình bên trong, không phải vấn đề đúng sai. Việc họ đi chỉ là kết quả khó tránh từ đường lối phát triển của chiến đội. Nhưng mà lẽ thường tình mọi người đều cho là thương cảm bởi họ là kẻ bị vứt bỏ. Đội mẹ lại càng không nên nhìn về họ như tử địch. Phương Duệ thắng lôi đài còn thắng bằng một cách khiến cho Hồ Khiếu khó chịu. Nhưng đây là thể thao chỉ có thắng thua, không còn gì khác. Chẳng lẽ Hồ Khiếu muốn Phương Duệ phải nhà kèo? Vĩnh Bân khó chịu với việc Đường Hạo tỏ thái độ trắng trợn, nhưng các tuyển thủ khác thì sao? Triệu Vũ Chết Lâm Phong mới bị Phương Duệ vỗ mặt. Những cái cậu trẻ này là bừng trái với cử chỉ quá giới hạn của Đường Hạo. Chương 1278, Tôm chân nhũn. Hốt, trong tiếng hô của Đường Hạo, đội viên Hồ Khiếu tuy là chưa có hoàn toàn tỉnh táo nhưng mà sĩ khí một lần nữa bùng lên. Bên Hồ Khiếu có vẻ náo nhiệt, phía hơn gần các tuyển thủ đoàn đấu đang chuẩn bị lần cuối chân quả rất thích đứng nghe. Nhưng vì nghe không hiểu nên là rất hay mất tập trung và rồi lạc lối. Xếp Trần đáng thương chỉ đành nhìn trái phải, bỗng thấy Hồ Khiếu như là hít kèo chó tập thể đang gâu gâu ạng ạng rất là hằng tiết. Thực ra Hưng Ân sớm bị Hồ Khiếu gây chú ý nãy giờ. Giờ trông qua vừa khéo chạm mắt nhau, Hưng Ân lờ đãng nhìn cả đội Hồ Khiếu, mà toàn bộ đội Hồ Khiếu chỉ tập trung ánh mắt đúng một người. Hừm, xem ra mình cần phải đổi kế hoạch lầm thời rồi, Diệp Tu nói. Người đang bị Hồ Khiếu khóa góc nhìn là Phương Duệ. Trận đoàn đội sắp tới Hưng Ân ắt phải điều chỉnh xoay quanh Phương Duệ, nhân vật chính từ đầu game. Không vấn đề, Phương Duệ xòe hai ngón tay cái. Ok vậy chuẩn bị đi. Mấy phút nghỉ ngơi cuối cùng trôi qua, trọng tài cất tiếng gọi, tuyển thủ hai phe bắt đầu lên sân. Hưng Hân là Diệp Tu, Mộc Tranh, Phương Duệ, Kiều Nhất Phàm, An Văn Giật, người thứ sáu là Bánh Bao. Hồ Khiếu là Đường Hạo, Lưu Hạo, Triệu Vũ Chiết, Lâm Phong, Vĩnh Bân, người thứ sáu là Quách Dương. Đội hình Hồ Khiếu hai năm nay quả thực là hoàn toàn lột xác. Xét riêng trận này đi, trừ Vĩnh Bân, những cái tên còn lại ở Hồ Khiếu chưa tới 3 năm, thậm chí Triệu Vũ Chiết còn kẻ thâm niên nhất trong đó. Đường Hạo và Quách Dương chưa đầy 2 năm, Lưu Hạo và Lâm Phong mới gia nhập hè năm ngoái. Thay đội hình tuyển thủ mới toanh, thay phong cách chiến thuật tồn tại đã lâu, Hồ Khiếu thậm chí thay luôn cả kết cấu. Hai lòng cốt Lưu Manh và Đạo Tặc góp mặt, nhưng slot cứng kế dành cho kỵ sĩ bị đẩy xuống bởi ma kiếm sĩ của Lưu Hạo. Khi công sư của Quách Dương vào mùa giải trước, đến mùa này bắt đầu trở thành chủ lực, cậu ta từng từ chối lời mời của Diệp Tu. Nhưng mà giờ xem ra quyết đấy ở định ấy cũng đúng đắn, chỉ chiếc ghế của cậu ở Hồ Khiếu này đã khá vững. Hai đội tổng cộng 12 người, có 3 nghề bị trùng. Đường Hạo và Bánh Bao đánh Lưu Manh, Phương Duệ và Quách Dương cùng khí công sư, An Văn Giật và Vĩnh Bân cùng mục sư. Tuy nhiên vì Bánh Bao và Quách Dương là slot thứ 6, đội hình 5 người đầu tiên chỉ trùng hai bạn mục sư. Một cái việc không quá ngạc nhiên, tuyển thủ đôi bên tiến hành bắt tay. Nhưng hai bên Hồ Khiếu là thua trong hai phần cá nhân đều là ôm tâm thái báo thù, bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Trọng tài giám thị rất kỹ xác nhận không có xung đột ngôn ngữ lẫn cử chỉ. Mới bắt đầu ra hiệu cho mọi người vào phòng. Phan Suột, Hồ Khiếu là đang ủ rũ thấy đội mình đột nhiên chấn hưng sĩ khí thì tinh thần lên theo. Cầu Hồ Khiếu lần nữa được căng phòng trên khán đài, có đôi lúc nguyện vọng của fan đơn giản. Chưa cần đạt kết quả gì cho thỏa mãn, chỉ là thái độ chiến đội thôi là đủ cho thấy họ thấy sự ủng hộ của mình không uổng phí. Đếm ngược xong, trận đoàn đội bắt đầu. Bản đồ là chợ phiên Prairie. Prairie là thị trấn nhỏ có thật ở trong game Vinh Quang, nên nhà sản xuất lấy nó ra làm địa điểm mở chợ phiên, tạo thành bản đồ thi đấu. Thực tế khoảng 90% bản đồ Vinh Quang đều là cắt từ bộ phận đại lục game. Thời kỳ đầu làm như vậy nên khi thiết kế bản đồ khu vực game, bên sản xuất thường đã cân nhắc luôn hai công dụng. Chợ phiên Prairie thuộc vào dạng bản đồ thành thị với đường phố, các tòa nhà cao thấp khác nhau.
với không gian trong nhà lẫn ngoài phố thường thấy. Chợ phiên Paris so với tấm bản đồ cùng loại thì ít nhà hơn, bởi quảng trường họp chợ chiếm 1/2 diện tích. Quảng trường cũng không phải là khu đất trống, gọi là chợ dĩ nhiên là có sạp hàng, hàng hóa chồng chất khắp nơi. Độ bền tương đối kém, thậm chí cái chợ cũng rất dễ tè tua dưới chiến trường kịch liệt. Năm nhân vật mỗi đội spawn ra ở hai góc đối lập. Nhịn Hưng Hần, có tán nhân quân mặc tiếu bậc thầy pháo súng mộc vũ tranh phòng, khí công sư Hải Vô Lượng, quỷ kiếm sĩ một tấc trò, mục sư tay nhỏ lạnh giá. Hồ Kiếu có lưu manh đường tam đả, ma kiếm ám vô thiên nhật, pháp sư nguyên tố thiểu quang hoán, đạo tặc quỷ mê thần nghi, mục sư người chữa linh hồn. Vào game là chiến đội, Hồ Kiếu lập tức thể hiện tinh thần hằng tiết sau phút nghỉ ngơi giữa trận. Họ kết cấu thành hình, nào thẳng ra giữa bản đồ. Dõi mắt nhìn theo, Phan Hồ Kiếu từ lâu không còn kinh ngạc. Ngày xưa tổ hợp tội phạm làm chủ, Hồ Kiếu cực ít khi đánh chính diện. Thế nhưng Hồ Kiếu hôm nay bất kể đối thủ là ai đều là hùng hổ xông đến nghiền chết nó. Nói thật ra ban đầu Phan cũng thích xem cảnh đó lắm. Trực tiếp thông đối thủ tới chết, quá bá đạo, có ai không thích. Năm lượt đầu mùa, Hồ Kiếu quả thực là đánh đầu thắng đó dồn ép đối thủ không còn đất sống. Cơ mà đối thủ làm lượt ấy là ai? Việt Vân, Triều Hòa, Khinh Tài, Minh Thanh và Thần Thoại. Một em tạm thời là cường đội cũng không có. Màn khởi đầu ấn tượng của Hồ Kiếu chẳng qua là nhờ lộ trình thi đấu mà thôi. Tới thứ 6, Hồ Kiếu là gặp lần hồi chuỗi đánh đầu thắng đó biến thành đánh đầu thua đó. Tất 7 thua bá đồ, bị diệt. Lượt thứ 8 bị làm vũ hạ. Lượt sau đó là bị 301. Tiếp theo là Lâm Hải, Hồ Kiếu bỗng hai lên cản quét. Sau 10 lượt Hồ Kiếu bị gắn cái mác đội mạnh giỏm. Gặp đội yếu thì thắng, gặp ai mạnh là quỷ. Lượt 11-12 thắng liên tục in vũ cùng hư không. Nhưng mà cái cú đập bàn chứng minh thực lực, đến lượt 13 lại bị Bách Hòa dẫm đạp toàn bộ. Lượt 14 tiếp tục bị Lôi Đỉnh kích áp. Lượt 15 thua nhục dưới chân Hoàng Phong. Lượt 16-17 may mà gặp Nghĩa Trạm cùng Hạ Vũ, Hồ Kiếu lại là rũ buồn đứng dậy sáng loà. Hồ Kiếu có thể leo đến top 8 là vì họ rất biết giành điểm trước đội yếu, không thể xảy ra tình trạng hao hụt điểm lẻ. Nhưng chỉ cần chúng vào cái đội có chút thực lực, họ lập tức tặng 5 điểm đoàn đội. Đội mạnh giỏm, hết rồi, người ta gọi Hồ Kiếu thế rồi. Giờ Hồ Kiếu trong mắt ngoại giới là một con tôm chân nhũn. Thể loại gặp yếu, búng. Gặp yếu thì búng, gặp mạnh thì quỳ. Lượt này là đối thủ mạnh, sau 2 lượt bắt nạt đội yếu, một cái cơ hội chứng minh mình không phải tôm chân nhũn. Hồ Kiếu đánh thế nào? Thua thắng 2 phần cá nhân, nếu thua hồ luôn đoàn đội là 0-10, nhún tới không thể nhún hơn. Ấy nhưng Hồ Kiếu vẫn vào trận đoàn đội với khí sĩ khế bùng nổ như là sắp nghiền nát mọi kẻ cản đường. Năm nhân vật với đội hình tấn công tiêu chuẩn nhất xông ra quảng trường giữa bản đồ. Quảng trường họp chợ bị các dạp hàng hàng hóa chia thành vô số khu vực. Che mắt phần lớn tầm nhìn, theo mệnh lệnh Triệu Vũ Chất điều khiển, Thiểu Quang Hoán nhảy lên chồng bao tải bên cạnh. Mấy cú nhảy người cậu ta lên trên cùng. Chưa kịp ổn định góc nhìn bỗng nghe thấy cái tiếng súng vang. Nghe tiếng đoán vị trí, người Hồ Kiếu nhé mắt là biết đối phương phương hướng bắn súng. Không chút do dự, toàn đội bao gồm cả Thiều Quang Hoán lập tức đi thẳng tới nơi họ. Hàm muốn tấn công của Triệu Vũ Chết rất lớn, xoay quanh người Berlin ngay không cần nghĩ ngợi về phía trước. Có người bắn mình, vốn là mục tiêu bị bắn, cậu lại biến mình thành mũi đột kích dẫn dắt đồng đội. Hùng hằng vãi. Sao vậy? Thánh trời Dâm Phương Duệ không thể không lên tiếng. Hồ Kiếu di chuyển theo đội hình rất chuyên nghiệp. Câu rắc rưởi của Phương Duệ xuất hiện, 5 người liền chia nhau quan sát tứ phía, tìm vị trí hắn. Không thấy Hải Vô Lượng. Trong tầm nhìn chỉ thấy quân mặc tiếu. Có mai phục, đừng nói là tiền túi chuyên nghiệp, cả người chơi thường cũng nghĩ vậy. Quân mặc tiếu khả năng là thính. 80 ngân còn lại là mai phục sẵn ở khắp nơi trong chợ. Hồ Kiếu không lùi vẫn nào tới. Hưng Hần bố trí mai phục quá nhanh, nghĩa là gì? Nghĩa là họ không có trị liệu. Tốc độ tiếp cận quảng trường của Hồ Kiếu đã nhanh. Mà Hưng Hân còn nhanh hơn, tức là trị liệu chân ngắn đã bị Hưng Hân vứt bỏ. Một phán đoán cực kỳ hợp lý. Một pha phục kích trị liệu, vậy còn gì phải sợ? Đó là ý nghĩ của đội trưởng Hồ Kiếu Đường Hạo. Thế mà xung phong của hắn không giảm. Lưu Hạo hơi nghi ngờ một chút, muốn chậm lại đánh cẩn thận, nhưng thấy Đường Hạo là cường quyết, đành là kệ luôn, quyết định lao theo tiết tấu đội trưởng. Đúng vào lúc này là một cái đốm lửa xoay tròn bầu trời rơi xuống đội hình 5 người Hồ Kiếu. Nhiệt cảm phi đạn, né mau. Lưu Hạo vội nhắc nhở theo bản năng. Ám vô thiền nhật nhảy khỏi phạm vi nhiệt cảm phi đạn. Anh ở đường tam đả vùng tay một phát, cục gạch to hơn bật lửa bay ra với kích cỡ khá lớn. Muốn cục gạch chúng mục tiêu dễ hơn là nhắm bắn các thể loại đạn rất nhiều. Chiếc bật lửa nhiệt cảm phi đạn lập tức bị gạch hất văng. Ngoài ám vô thiền nhật, 4 người Hồ Kiếu không ai xé đội hình. Lưu Hạo nhục quá bèn gào trên kênh chat. Đội trưởng bá vãi, có thời gian hô hào sao không lo tập trung mà đánh.
Câu tung hô của hắn nhận được cái đáp trả đầy mỉa mai từ Diệp Tu. Trong 1279, không chịu tập trung, thấy dòng chat từ Diệp Tu, Lưu Hạo run cả mắt. Một số gia thế phàn cũ ở nhà thi đấu cũng có cảm giác quen quen trang cảnh diễn ra. Diệp Tu và Lưu Hạo là cặp đồng đội cũ, này mỗi người một phương, nhưng cách họ chat với nhau cứ y hệt hồi ở xa thế. Lưu Hạo mãi không bao giờ quên những cái lạnh lùng hắt hủi Diệp Tu từng đáp trả những ngợi ca của mình với hắn. Đồng đội một pha đẹp mắt, khen ngợi một cách động viên sĩ khí không đúng sao. Thế nhưng là Diệp Tu không cho rằng, lại cho rằng Lưu Hạo làm quá. Khen ngợi đồng nghĩa cổ vũ, có ai chè là cổ vũ nhiều. Chưa kể Lưu Hạo cũng không phải là không biết nặng nhẹ, chưa bao giờ phạm sai lầm vì bận gõ chữ cơ mà. Do vậy Diệp Tu vẫn là cứ ám chỉ hắn không đủ tập trung. Đó là khuyết điểm Diệp Tu luôn chỉ ra ở hắn. Từ ngày đầu tiên Lưu Hạo bước chân vào gia thế tới tận khi trở thành đội phó, có thời gian làm mấy thứ đó sao không lo tập trung mà đánh. Lưu Hạo hễ thấy câu này là tức giận. Mình hoàn toàn không gây ảnh hưởng thao tác vì gõ chữ, rốt cuộc anh ta còn muốn mình phải làm sao. Lưu Hạo lổi điên cho ám vô thiên nhật sông tới quân Mạc Tiếu. Hắn vẫn là người kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng đã là con người luôn có vẩy ngược đầu đó trong lòng. Lời Diệp Tu nói ra đâm như là đâm vào vết sẹo lâu năm của Lưu Hạo. Trước đây hắn chỉ biết ngầm mắng, bây giờ có thể hành động dũng mãnh trên chiến trường thể hiện thái độ. Hắn mới nói với Diệp Tu, tập trung hay không không phải mấu chốt vấn đề. Sóng kiếm phá đất, ám vô thiên nhật quét kiếm một phát, nát bấy sạp hàn trước mặt, tự mở đường cho mình. Hắn đạp lên đống đổ nát xông tới. Đường Tam Đả và Quỷ Mê Thần Nghi, hai nhân vật mạnh nhất Hồ Khiếu theo sau ám vô thiên nhật, dẫm bước chân những cái tàn dư cũ kỹ cùng xông tới. Xưa kia họ từng được gọi là tổ hợp tội phạm, nhưng hôm nay cái tên ấy sắp trở thành quá khứ. Trên bảng mình chọn tổ hợp tốt nhất vinh quang, hai nhân vật kể vài chiến đấu với nhau nhiều năm, thậm chí còn không đứng cùng chỗ. Cái gọi là hợp tác không phải chỉ cần chung đội là được, chứ nếu không mỗi đội 5 người đều có đi ứng tuyển cả rồi. Thật ra liên minh cũng không có định nghĩa rõ ràng về hai chữ hợp tác, chỉ đã qua nhiều năm bình chọn, hợp tác thường là cặp đôi đóng vai trò chủ lực ăn ý nhất với nhau trong một chiến đội. Bởi thế nên là cách họ phối hợp mới nổi bật dễ thấy. Hồ Khiếu hiện tại vẫn là tồn Đường Tam Đả làm át chủ bài, hắn vẫn là kẻ nổi bật nhất. Nhưng Quỷ Mê Thần Nghi thì đang dần dần mờ nhạt. Lưu Manh và Đạo Tặc không còn là trục tâm của chiến đội đánh xoay quanh. Hôm nay đứng cạnh Đường Tam Đả, cánh tay của Đường Tam Đả là ai? Kiếm sóng sực lửa, ám vô thiên nhật lại chém một nhát, quét sạch toàn bộ chướng ngại trước mặt, ra chiêu liên tục, tốc độ di chuyển của hắn giảm xuống. Đường Tam Đả vượt qua hắn, đạp sóng lửa lao lên, và cầu ở quá đẹp, bất kể là ai cũng không thể không thừa nhận điều đó. Sóng kiếm sực lửa phối hợp hoàn hảo với cách Đường Tam Đả đột kích định địch. Sóng lửa vây quanh trở thành một cái tấm giáp tạm thời cho Đường Tam Đả, đối phương muốn tấn công sẽ phải chịu sát thương từ đó. Cơ mà đấy là liễu tay ngắn. Ầm ầm, ba tiếng pháo vang, Mộc Vũ Tranh Phong xuất hiện. Chiếc bật lửa nhiệt cảm viên đạn vừa rồi để lộ vị trí của cô, trong các khoảng cách hơi xa, Hồ Khiếu không chọn cô mà khóa mục tiêu vào quân Mạc Tiếu. Tuy nhiên họ vẫn đề phòng Mộc Vũ Tranh Phong tiếp tục quấy rối mình. Ngay tiếng pháo vang, Thiều Quang Hoán liền lật chỉ pháp trượng về phía trước, một bức tường băng tức thời dựng lên gần sát kiếm sóng rực lửa. Băng lửa giao hòa cơ vừa hoàn chỉnh mọi góc cho Đường Tam Đả xung phong. Pháo chống tăng tới từ Mộc Vũ Tranh Phong bắn vào tường băng không ngăn được bước tiến của Đường Tam Đả. Mang theo sóng lửa, Đường Tam Đả phóng tới chỗ quân Mạc Tiếu. Hắn là tiến vào khoảng cách cho Lưu Manh tấn công. Ném cắt, Đường Tam Đả hất tay quân Mạc Tiếu không chủ quan dương ô chặn. Khiên kỵ sĩ, choán tâm nhìn. Chỉ cần quân Mạc Tiếu dương ô thiên cơ, mọi người là nghĩ ngay trước này. Mặt ô thiên cơ diện tích quá lớn, đừng nói chỉ cover quân Mạc Tiếu phản công, thậm chí giấu thêm người còn được. Đường Hạo đã quan sát thấy quân Mạc Tiếu chỉ đi một mình, nhưng cũng không dám xông thẳng, di chuyển ngang nhằm mở rộng góc nhìn, nhường hướng chính diện cho Lưu Hạo. Lưu Hạo hiểu ý, điều khiển ám vô thiên nhật vùng kiếm theo sau. Tới khiên thiên cơ dương rộng, hắn không nói hai lời, một nhát kiếm sóng băng xương chém thẳng lên đó. Ám vô thiên nhật có thể tấn công tầm trung lâu dài,
nên không sợ Diệp Thu giở cái trò gian sâu. Quý mê thần nghi của Lâm Phong bật trạng thái tiềm hành, vòng ra phía sau đầm lén. Dù là tác chiến, cậu ta cũng không có phế bỏ hoàn toàn mọi thủ đoạn tập kích mình có. Bên kia, Triệu Vũ Chiết chọn một cái đống hàng hóa leo lên quan sát, phát hiện phía sau đống hàng hóa có một quỷ kiếm sĩ khác giơ tay đào, triệu hồi linh hồn quỷ sứ hội tụ. Coi chừng có trận quỷ, Triệu Vũ Chiết kêu to, vừa điều khiển thiển quang hoán bắn chuỗi sấm sét xuống. Quá trễ, quỷ trận của một tấc trò ngầm sướng xong, kết giới băng trận phủ lấp đất vây quanh bảo vệ quân Mạc Tiếu. Ba nhân vật Hồ Khiếu đứng gần đều rơi vào phạm vi bằng trận. Đường Hạo phản ứng nhạy bén, tập kích gối cường lực cho Đường Tam Đại nhảy khỏi trận. Lâm Phong thì hơi khó, quỷ mê thần nghi bật tiềm hành cho nên di chuyển rất chậm, lập tức bị đông thành que kem. Một tấc trò phóng bằng trận thành công nhưng không né kịp chuỗi sấm sét của Thiểu Quang Hoán tấn công mình. Sấm sét đánh trúng người vừa gây sát thương vừa dẫn đường Hồ Khiếu tìm tới vị trí chính xác của trận quỷ. Triệu Vũ Chết đang định bổi thêm nữa, bỗng thấy đạn pháo từ Mộc Vũ Tranh phòng bắn tới. Tô Mộc Tranh tìm được vị trí đủ cao, lã pháo xuống ngắt chiêu cậu ta. Đấu đoàn đội là một cái chuỗi áp chế lẫn nhau nên là khó xảy ra cái chuyện ai đó liên kích ầm ầm như solo. Triệu Vũ Chết hiển nhiên không thể tiếp tục tấn công một tấc trò, bởi vì pháp sư nguyên tố khá thiệt thòi khi gặp bậc thầy pháo súng, pháp thuật phải ngâm sướng còn đạn pháo thì đâu cần. Tiêu Quang Hoán bị cản, nhưng Đường Tam Đả là băng qua chỗ một tấc trò ẩn thân. Ám Vô Thiên Nhật không chạy theo, tiếp tục quét chiêu về phía quân Mạc Tiếu. Nếu chỉ xét riêng khoảng cách, Ám Vô Thiên Nhật ở gần một tấc trò hơn Đường Tam Đả. Có điều quân Mạc Tiếu đang được bằng trận bảo vệ, lưu manh thì có chiêu tầm trung, sẽ cái tình huống không thể áp sát. Họ khống chứ còn mồi không tốt bằng nghề chuyên đánh tầm trung như ma kiếm sĩ. Vì thế Đường Hạo bỏ mục tiêu gần, vượt đường xa tới chơi với một tấc trò, tạm thời để cho quân Mạc Tiếu lại cho Lưu Hạo. Quý mê thần nghi bị đóng băng, Đường Tam Đả đi thu phục trận quỷ. Thiếu Quang Hoán bị Mộc Vũ Tranh Phong dồn hỏa lực áp chế. Lưu Hạo bỗng thất thoáng có dự cảm xấu khi nhìn về phía quân Mạc Tiếu đứng cách mình không xa. Hắn như ngửi thấy một cơn gió nhẹ trước khi rồng bão kéo tới. Và rồi ô thiên cờ hạ xuống, rồng bão tới thật. Lưu Hạo mở to mắt quan sát, mặc kệ quân Mạc Tiếu định làm gì, quét ra trước một chiều kiếm sóng, sau đó là một cái tia máu phun ra từ cổ Ám Vô Thiên Nhật. Ám Vô Thiên Nhật bị xách đến ném vào bằng trận. Quang ném là kỹ năng chụp bắt không thể ngăn cản bằng thao tác chịu thân. Ám Vô Thiên Nhật ngã lăn củ, dính đi búp giảm tốc độ từ bằng trận. Khi góc nhìn vừa ngẩng cũng là lúc quân Mạc Tiếu xuất hiện sau lưng. Thuật phân thân. Thuật phân thân còn cần có hai tay kết ấn. Quân Mạc Tiếu vẫn là dương ô thiên cơ, tay đâu mà kết ấn? Ngờ vực chỉ tồn tại tích tắc, bởi Lưu Hạo sực nhớ ra lúc lại ô thiên cơ có hơi hạ xuống, đó không phải là động tác kết ấn. Đó là quân Mạc Tiếu tạm thời buông ô thiên cơ, kết ấn cực nhanh chụp ô lại vào tay. Chỉ trong nháy mắt hiểu ra vấn đề, phải nói rằng Lưu Hạo rất giỏi, Diệp Tu không khỏi khen ngợi. Sức nhìn nhận của chú em xuất sắc phi thường, nhưng mà chú em lại không bao giờ tập trung 100% vào trận, chú em quan tâm quá nhiều thứ khác. Lại là mấy lời cũ dích. Lưu Hạo cầm vẫn không cách nào tranh cãi, đang gặp nguy hiểm, hắn không có rảnh tay gõ chứ. Chỉ số kháng phép của ma kiếm sĩ mạnh hơn đạo tặc. Ám Vô Thiên Nhật tuy chôn thần giữa băng trận, chỉ bị giảm tốc chưa bị đóng băng như quỷ mê thần nghi, hắn phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi ao e. Hắn có thể dưới bàn tay quân Mạc Tiếu, nhưng quân Mạc Tiếu đột nhiên là quay đầu nhìn hướng khác. Lưu Hạo ngẩn người, chết. Mục sư Hồ Khiếu quá ham đánh, thế Hưng Hân mai phục càng lao đầu vào. Hưng Hân đâm bên đông, chọc bên tây, đội hình Hồ Khiếu bị thu hút mạnh mẽ quên luôn bảo vệ mục sư. Ủa mục sư đâu? Lưu Hạo ngạnh ngẩn người tập 2, người chữa linh hồn của Nguyễn Vĩnh Bần lẽ ra đằng xa phía sau, sao bây giờ đầu mất rồi? Kiếm chỗ lúp hả trời, quỷ quyệt vãi. Lưu Hạo than thở, Hồ Khiếu quả nhiên không hổ là chiến đội chơi dâm, phong cách chơi dâm đã ăn sâu vào máu mỗi thành viên trong họ. Ngoài các tuyển thủ mới thay gần đây, Nguyễn Vĩnh Bần cầm mục sư mà cũng chơi dâm đãng có kém chi ai. Có điều cái người mang tiền thắng dâm ảnh hưởng lên tất cả bọn ấy, giờ là đang đứng bên phe địch rồi. Ủa, nhưng mà Phương Duệ đâu, Hải Vô Lượng đâu? Lưu Hạo phát hiện người này đồ game chỉ vang đúng một câu rác rưởi sau đó chưa từng ló dạng. Ý nghĩ vừa lóe qua đầu, kênh đoàn đội Hồ Khiếu hiện lên tín hiệu cầu cứu từ mục sư. Chương 1280, lạc lối. Với năng lực nhìn trận thế cực mạnh, Lưu Hạo là người đầu tiên phát hiện ra cái sai trong trận. Mục sư nhà mình lủi vào đầu trốn mất, mà Phương Duệ chưa từng xuất hiện, ngoài một câu rác rưởi trên kênh chat. Chuỗi chấm than tới từ người chữa linh hồn là tín hiệu SOS. Hồ Khiếu quy định với nhau,
Người Hô Khiếu vội vàng xoay góc nhìn khắp nơi tìm kiếm nhưng mà không thấy người chữa linh hồn đâu cả. Trời rầm, đây là hai chữ đầu tiên nhảy trong đầu Triệu Vũ Triết, cũng là hai chữ cậu ta ghét nhất, dù xuất thân từ chiến đội là đem chúng phát huy tới level thần thánh. Từ ngày vào đội, Triệu Vũ Triết chưa từng để mình dính dáng gì với chúng. Cậu ta mừng biết mấy khi Hồ Khiếu quyết định thay đổi phong cách, chỉ để vứt bỏ hai chữ kia, đáng chán tới tận này họ chưa thể rũ bỏ chúng hoàn toàn. Trong đội, bóng dáng cây dâm vẫn luẩn quẩn không tan. Nhưng Nguyễn Vĩnh Bần chẳng hạn, y giấu mình vào xó xỉnh một cách dâm đáng để rồi Triệu Vũ Triết muốn tìm tới cứu cũng tìm hoài không thấy. Bực quá, bực quá, bực quá, Triệu Vũ Triết cầm ghét cây dâm của Nguyễn Vĩnh Bần tuột độ. Tương tự đội trưởng Đường Hạo, đội phó Lưu Hạo và cả Lâm Phong đều không thể đoán nổi vị trí người chứa linh hồn đang trốn. Chuỗi chấm than là quy ước có sẵn, họ hiểu rất nhanh nhưng mà cái sự dâm của Nguyễn Vĩnh Bần đâu phải thứ họ có thể hiểu. Họ là đại diện Tân Hồ Khiếu, còn Nguyễn Vĩnh Bần là tuyển thủ thuần nhấm, thấm nhuần phong cách Hồ Khiếu cũ. Ngoại trí mọi tuyển thủ Hồ Khiếu khác còn trong đội đều thất thế. Chỉ là không ai ngờ rằng một cách nghề đặc thù như mục sư cũng có thể tách rời đội vì cách phong cách khác biệt. Trong khi đó, Phương Duệ của Hưng Hân vì cương quyết giữ phong cách cũ mà đoán ra lối di chuyển sặc mùi dâm của Nguyễn Vĩnh Bần. Hắn tìm được Nguyễn Vĩnh Bần, Nguyễn Vĩnh Bần phát tín hiệu cầu cứu, nhưng đồng đội hiện tại của y lại chẳng biết y ở đâu. Một cái tình huống quá mức hài hước khiến diện mạo thực sự chiến đội Hồ Khiếu phơi bày rõ rệt dưới ánh mắt mọi người. Tuyển thủ xuất sắc, nhân vật mạnh mẽ, những thứ ấy Hồ Khiếu đều có, nhưng mà từ đầu mùa giải tới giờ hễ gặp đội mạnh là Hồ Khiếu quỳ. Vì sao nên nỗi? Hôm nay có câu trả lời rồi. Chiến đội Hồ Khiếu là trải qua lỗi đau đằng giai đoạn chuyển đổi, muốn cởi bỏ hoàn toàn phong cách chơi dâm, tức là lối đánh ăn sâu vào máu thịt họ đã bao năm qua, buông tay với Phương Duệ người dâm nhất đội, biến quỷ mê thần nghi thành tặc chiến. Chỉ hai việc này không đủ để Hồ Khiếu lột xác. Cái Hồ Khiếu muốn dứt bỏ là nền tảng, là gốc rễ nâng đỡ họ từ bấy đến giờ. Đối với một chiến đội mà nói, không khác gì là đạp đổ hết xây lại từ đầu. Mùa giải trước quyết tâm Hồ Khiếu chưa được thực hiện triệt để, Phương Duệ vẫn đứng đầu dẫn một cái top tuyển thủ chủ lực chơi dâm, phát huy bản lĩnh thăng hoa linh hồn dâm đáng đã lâu nay của chiến đội. Bởi sức mạnh ấy, Hồ Khiếu mở giải trước vẫn rất mạnh. Tuy nhiên át chủ bài mới, đội trưởng mới Đường Hạo không nhận ra sức mạnh trợ giúp mình. Ngược lại, hắn và tân binh Triệu Vũ Triết cảm ghét phương thức chiến đấu của top tuyển thủ này. Đường Hạo nhìn không ra linh hồn Hồ Khiếu tồn tại nơi đâu, nó chỉ là trọng thị sức mạnh tới từ thực lực bản thân. Hắn còn muốn đồng đội có thể thúc đẩy năng lực của mình, và đó chắc chắn không phải cái dâm thủ. Hắn là đội trưởng, là át chủ bài, là trung tâm vũ trụ của một chiến đội. Hắn không thích hợp tác với dâm. Dẫu Phương Duệ có là thần tượng giới chơi dâm, cuối cùng cũng phải ra đi. Sau Phương Duệ, Hồ Khiếu bổ sung đội hình bằng tuyển thủ mới. Trong dàn mới có, xung quanh Đường Hạo không ai dính với chữ dâm. Hội dâm chủ lực đều bị hạ bệ, chờ đợi họ chỉ là kết cục như Phương Duệ, hoặc là thay đổi phong cách, hoặc là biến khỏi cuộc chơi. Bỏ qua chơi dâm quân tử cũng chưa chắc là tận thế. Rất nhiều chiến đội hàng đầu có thành tích nổi bật theo trường phái quân tử. Vấn đề là Hồ Khiếu quyết định buông tay phong cách quen thuộc bao năm. Liệu họ có đường lối rõ ràng cho đấu pháp mới hay phong cách mới? Đấu pháp thiên về tấn công tổng lực, lấy Đường Hạo làm trung tâm. Đây có vẻ là con đường Hồ Khiếu muốn đi, nhưng phải làm gì để thực hiện? Tuyển thủ phối hợp với nhau thế nào? Mỗi nhân vật đóng vai trò gì? Chiến trường ai đánh, ai nghỉ, ai cover? Nghĩ mãi, ngẫm lại mỗi trận đấu của Hồ Khiếu mùa giải này, người ta mới phát hiện trên con đường chuyển đổi của Hồ Khiếu, cái cũ đi nhưng cái mới chưa tới. Họ chia tay phong cách chơi dầm chưa kịp hình thành nên hệ thống chiến thuật quen tay khác. Gặp đội yếu bằng trình im ba của đám Đường Hạo, Hồ Khiếu miễn cưỡng thắng. Đụng tới đối thủ mạnh, hệ thống chiến thuật thủng lỗ chỗ. Thành tích đấu cá nhân không tệ là vì tuyển thủ Hồ Khiếu, nhân vật Hồ Khiếu rất mạnh, nhưng thành tích đoàn đội lại tả tơi. Ấy là do thiếu sót hệ thống chiến thuật. Cả đội tìm không thấy người chữa linh hồn, nguyên nhân đến từ sự vứt bỏ phong cách cũ thiếu triệt để, mà tình hình rối ren Hồ Khiếu cũng phơi bày. Quán quân, sở hữu này không có ai dám gắn nó với Hồ Khiếu nữa. Quán quân không phải là cần tuyển thủ và nhân vật là được. Người Hồ Khiếu trong trận như cá mắc cạn, luống cuốn hỏi tọa độ người chữa trị linh hồn trên kênh chat. Nguyễn Vĩnh Bần là cuống cuồng trả lời, cứ hiện tới, nhưng mà Hưng Hân cũng thừa sớm dịp Hồ Khiếu rối ren mà tiến công ào ào. Toàn đội Hồ Khiếu bị đánh cho rớt hết não. Tới lúc
chạy đến chỗ người chữa linh hồn và Hải Vô Lượng, ba người bị Phương Duệ một chớp ba là Triệu Vũ Triết, Lâm Phong và Lưu Hạo Hằng tiết hẳn. Nhưng Phương Duệ là ai? Thánh Dâm, hắn là bỏ cơ hội focus mình ư? Thấy đối phương đông người, hắn không hề cậy mạnh lao lên, bỏ chạy luồn lách qua chướng ngại đẩy ấp của quảng trường chơi trò cút bắt. Một người giữ chân ba người, Lưu Hạo là kẻ đầu tiên nhận ra tình huống bất lợi. Triệu Vũ Triết hung hăng đuổi theo Phương Duệ, Lưu Hạo nhắc nhở thì nhận được câu trả lời: vậy giao ổng cho mình tôi thôi. Lưu Hạo không đồng ý nhưng mà hắn không ngăn cản, bởi hắn biết rõ với tính cách Triệu Vũ Triết, nếu nói một mình cộng không xong đâu, cháu trở nên nhất định là lùi điên lên, mình sẽ càng mệt. Thế nên Lưu Hạo im lặng kéo Lâm Phong chạy đi phía khác hỗ trợ. Chẳng lâu sau, Triệu Vũ Triết rơi vào ổ đuý của Phương Duệ, bị cả chiến đội hưng hân hấp hành. Khi dòng chat chấm than nhảy ra từ thiều quang hoán, Lưu Hạo là người đầu tiên qua cứu, sớm dự liệu được từ trước, đến đúng lúc lắm. Triệu Vũ Triết mừng rỡ thấy Lưu Hạo kịp thời cứu viện. Lưu Hạo quả nhiên luôn xuất hiện ở thời điểm hô khiếu cận hắn nhất. Có điều, có vẻ chuẩn bị sẵn rồi nhỉ? Từ phía cánh đánh ra, khuôn mặt tiêu lên tiếng áp sát. Ám vô thiên nhật bằng lối di chuyển cực nhanh của tán nhân. Khuôn mặt tiêu hành động rất mượt, rất giống như là chuẩn bị sẵn sàng rồi. Theo sau là đạn pháo từ Mộc Vũ Tranh Phong. Quỷ trận từ một tấc trò, các trị liệu tay nhỏ lạnh giá cũng xuất hiện trong tầm nhìn Lưu Hạo. Toàn bộ khóa chặt mục tiêu phò cất mới, ám vô thiên nhật. Chúng kế không chút do dự, Lưu Hạo chắt ngay chấm than. Hắn không mảy may ảo tưởng sức mạnh cá nhân ngu như Triệu Vũ Triết. Trông là biết hưng hân là giáp tâm úp sọt. Lưu Hạo đâu có ngu. Nhưng mà dù đồng đội tới cứu Lưu Hạo thì sao? Hồ khiếu sở trang bề bị hưng hân dễ dàng nắm bắt khuyết điểm. Liên tục tấn công, hồ khiếu chạy qua chạy lại cú đồng, không sao cứu tay cũng chẳng được. Trừ đi đầu game họ không giành được thế chủ động thêm lần nào. Đánh mạnh vào, đội trưởng Đường Hạo khét thét gào. Sĩ khiếu có thể giải quyết vấn đề hồ khiếu lúc này ư? Tuyển thủ nhà họ mạnh thật đấy, nhưng không mạnh tới lỗi nghịch thiên. Dùng thực lực cá nhân, chiến thắng áp đảo đoàn đội là việc không thể. Hồ khiếu không thể, bất kỳ chiến đội nào cũng không thể. Ám vô thiên nhật lên bảng đầu tiên. Thật ra nếu xét tổng thể cả trận, dù là một trận thua thì Lưu Hạo cũng không hề lu mờ. Hắn rất nhiều lần xuất hiện vào mấu chốt, vãn hồi cục diện hồ khiếu. Nếu chú em tập trung hoàn toàn vào đánh, kết quả còn tốt tới đâu. Khi ám vô thiên nhật ngã xuống, Diệp Tu lạnh nhắc về cái đề tài mà hắn khó chịu nhất. Phải tập trung thế nào, thế này sao cứ lại nhảy mấy cái thứ bùn xịt mãi không chán. Mày nghĩ mày nói lời rác rưởi này là mọi người thấy tao thánh tệ? Lực cười, dù trận đêm nay hồ khiếu thua, biểu hiện tao không ai chỉ trích được. Bởi thua sạch hai phần đấu cá nhân, hồ khiếu rơi vào thế bị động từ sớm, mà thật ra từ đầu đến cuối họ chưa bao giờ thế chủ động. Hội phan ruột hồ khiếu nhìn theo bước chân hăng hái tuyển thủ trên sân để rồi chứng kiến họ bị đối thủ xé nát như hổ dậy. Nếu thua vì ác chiến kịch liệt, phàn dẫu có không vui cũng chẳng tới mức thoái chí nản lòng. Hồ khiếu các trận đầy phấn kích nhưng lại là thất bại trong bị động hoàn toàn, kêu phan làm sao mà tiếp tục tin tưởng. Lá cờ theo logo hồ khiếu bị rủ xuống trên khán đài, một cậu phan ruột cầm cờ thực là vô cùng hoài niệm chiến đội hồ khiếu ngày xưa, nơi có tổ hợp tội phạm kề vai chiến đấu với mọi người. Dù có thành tích hồ khiếu cũ trên bảng tổng số trước chắc cao bằng hiện tại, nhưng họ chưa bao giờ khiến fan thất vọng như bây giờ. Thể thao cần thắng lợi, nhưng thể thao không chỉ có là thắng lợi. Chiến đội hồ khiếu đêm nay chẳng lấy nổi điểm nào, cũng chẳng thể hiện được cái khí thế mạnh mẽ của mình. Họ lớn tiếng hô hào vào sân rất hay, để rồi cuối cùng như một quả bóng khi vào trận bị đối thủ chích vỡ tung trong nháy mắt. Cái gì ở chiến đội đáng cho chúng tôi kỳ vọng đây? Fan hồ khiếu cảm thấy vô cùng mông lung. Thế đấy, một chiến đội nằm trong khu vực tứ kết lại bị hoài nghi bởi chính fan ruột nhà mình.